ta gây tai nạn đủ các kiểu gì, nó thế là gây ùn tắc rồi, nó cũng có, nó gây tai nạn cũng có. Xe tự chế đây, nó không nhìn cái xe bà gác, nhìn cái xe tăng, nó chở hàng công kênh chứ nó không có đi không như này. Cái đó thì nó nói thế thôi, chứ còn bây giờ chủ yếu là về ô tô nó nhiều, chứ còn xe ba gác thì nó cũng không phải là nguyên nhân như gây ra tắc giao thông đâu. Tôi ngày cũng được 7-8 năm thì cái nghề này bây giờ thì nó cũng bình thường, chứ nó không có đối với gây tắc giao thông đâu, tại vì bây giờ chủ yếu ô tô nó nhiều. Đó là ý kiến của người dân thủ đô Hà Nội và cả bác tài chạy xe ba gác về việc xe ba gác có phải là yếu tố gây kẹt xe hay không. Cũng theo quan sát của người dân, nguyên nhân gây kẹt xe là do các xe ba gác chở cồng kềnh, vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, có quá nhiều xe không có giấy phép vẫn ngang nhiên tham gia giao thông. Cái xe ba gác ấy là cái xe tự chế, nó không đăng kiểm. Nó đúng là nó không được lưu hành ở trên đường. Như cái xe máy là nó phải có đăng ký, cái xe ba gác mà nó làm gì có đăng kiểm, làm gì có đăng ký xe. Thế không phải là vi phạm nào gì. Một tài xế xe ba gác cũng thừa nhận có nhiều đồng nghiệp của ông lách luật khi tham gia giao thông, khiến những người như ông bị vạ lây. Bởi vì là xe vi phạm nó chở là nó quá tải, hoặc là nó cồng kềnh quá, nhiều khi là luật giao thông là nó không chấp hành. Đấy, cho nên là kể cả đèn xanh đỏ cũng chả coi cái gì, không an toàn cho mình thì cho mọi người nữa. Không cấm nhưng mà là mình không chấp hành tốt là ở mình thôi. Xe đây nó tự chế ra thôi chứ còn nó chẳng có cái mẫu, cái kích thước, cái mẫu mã gì cả. Gia đình tôi thì tôi cũng vất vả. Trước đây tôi làm xích nô thì làm xe ôm thì chuyển đến cái xe này. Cái xe vi phạm giao thông thì người mà không có thẻ thông minh thì bọn công an nó gặp thì nó có thể nó phạt. Cũng theo các bác tài chạy xe ba gác, họ vẫn hay bị công an kiểm tra, nhưng nếu có đầy đủ giấy tờ, công an sẽ cho qua. Phạt thì không có phạt, nhưng mà coi như kiểm tra thì có. Đấy, thường xuyên là kiểm tra. Kiểm tra thì nói chung là trong đó là có thẻ thương binh, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm. Thì tất nhiên là thì người ta cũng không phạt cả. Có những cái đợt thu xe, thu hàng một bãi xe rộng mấy trăm chiếc, khoảng nghìn chiếc ấy, thu các bãi. Trường hợp bắt ấy là ai mà không có thẻ thông minh thì gặp công an thì nó phạt. Không có thời gian mà nó phải cái kiến dịch thì nó bắt cả xe cũng nên, không thì bình thường nó. Tuy nhiên, nhiều người dân phản bác ý kiến đó, cho rằng các chủ xe ba gác phần đông giả mạo giấy tờ khi lưu hành. Bây giờ có cái gì bây giờ chỉ có là cấm lưu hành, cuộc sống của họ thì họ là phải chuyển đổi nghề. Bây giờ toàn thương binh giả, giờ chỉ có thương binh thật này. Thương binh thật thì ta cũng chẳng làm xe ba gác này. Nó không có đăng kiểm, không có đăng ký, thì nó chạy ra đường thì làm sao mà an toàn được? Cái đó đúng. Đấy này. Đây. Nói chung là cái đó nó ma mạnh nhiều rồi, giả danh không ra danh thương binh chứ mà. Cái đó nó là yếu tố, là một trong yếu tố tạo nên kẹt xe đấy. Và điều đó nhằm qua mắt các cảnh sát giao thông, khiến việc kiểm soát hoặc hạn chế xe ba gác không được thực hiện đến nơi đến chốn. Đúng luật là công an phải làm thôi. Đúng không? Công an phải giải quyết dứt điểm cái đó. Nhưng mà Hà Nội bao nhiêu năm nay kể cả các thành phố khác đều thế cả. Nói chung công an cảnh sát giao thông không làm được. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, đến tháng 3 năm 2019, Hà Nội còn khoảng gần 6.000 xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp. Trong đó, chỉ có khoảng hơn 1.000 xe của thương bệnh binh, còn lại của các đối tượng giả thương binh để nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa thuê. Các xe này hoạt động bát nháo, gây mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên đường. Công an cũng cho biết trên tờ tin tức rằng, trong tháng 11 năm 2022, đơn vị đã lập biên bản xử lý, tạm giữ 47 phương tiện là các xe ba gác tự chế, không đúng đối tượng điều khiển, đồng thời siết chặt kiểm soát xe vi phạm trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi tại sao không chuyển sang nghề khác mà lại chọn chạy xe ba gác,
các bác tài cho biết họ không còn đủ sức để tìm việc làm mới. Không được nghề được. Bởi vì bây giờ mình ví dụ bán thì xe thì vẫn có người mua, nhưng mà bán rồi làm gì? Ở nhà thì ngay con cái bây giờ nó cũng bảo thôi ba bố nghỉ, nhưng mà nghỉ rồi làm gì, mà đã nghỉ rồi là nó yếu người ra. 15 năm rồi. Thì thực ra thì làm bây giờ rồi cho còn sức khỏe thì làm nay ra một mấy năm nữa, còn không bây giờ chả có cái nghề gì. Tôi chỉ làm nghề này thôi.